con cua càng nhỏ thì mình đã dẻ ra và nấu canh. Còn những cái con cua càng to này thì mình luộc lên và chấm muối ớt chanh. Cua đồng mà luộc mà chấm muối ớt chanh thì rất là ngọt, rất là ngon, thịt của nó rất là ngọt. Sẵn ngày hôm nay mình ăn cua đồng luộc chấm muối ớt chanh, mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện con cua đực suốt đời tình chung. Chuyện kể rằng là con cua đực thì nó rất là chung thủy, bởi vì khi tới mùa mà con cua cái nó sanh nở và nó lột thì cái con cua đực chồng nó luôn luôn ở bên cạnh để nó bảo vệ và nó đi kiếm thức ăn, nó nuôi cái con cua vợ đang lột. Nhưng mà tới cái mùa mà cái con cua đực chồng nó lột thì cái con cua cái nó lại không chăm sóc cái người chồng đang lột mà nó lại đi ngoại tình. Sau khi nó đi ngoại tình xong, nó đem cái con cua tình nhân của nó về trong tổ và nó làm thịt, nó xé xác cái con cua đực chồng của nó ăn thịt, cùng cái con cua tình nhân nó ăn thịt cái con cua đực chồng luôn. Mọi người thấy cái con cua đực nó rất là trung tình, nên mà mỗi lần á mà mình ăn cua mà hoặc là gia đình mình bắt được những cái con cua sữa thì cha mẹ ông bà mình kêu là sẽ thả nó đi cho nó đi chứ